Dàn sao Việt rộn ràng cúng thần tài đầu năm mới, Nhật Kim Anh khoe mâm vàng đầy áp tích cực nhã ví cho khán giả. Dàn lộc thần tài ngày hôm nay tôi sẽ nhã ví cho những ai comment giàu sang phú quý. Phương Trinh Jolie gây chú ý với dĩa vàng miếng cùng cọc tiền đầy ủ. Đầy năm ông thanh tài vui với mọi người, bàn cho hạnh phúc ấm no xuân về, hoa muôn bông khoe sắc thắm đón xuân xa. Ca sĩ Hồng Phượng chuẩn bị hẳn 30 bao lì xì tặng cho khách đến quán bún bò. Thanh tài là phải có đó mọi người. Sáng ngày 19 tháng 2, nhằm mùng 10 Tết, hòa chung không khí ngày vía thần tài của toàn dân, các sao Việt cũng rộn ràng chuẩn bị mâm lễ để dâng lên bàn thờ tại nhà mình. Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh khiến mọi người phải ngạc nhiên khi đăng tải trên trang cá nhân khoe số vàng mình tậu được trong dịp năm mới. Cô nàng còn rất tích cực nhã vía lộc lá cho những khán giả ủng hộ mình suốt thời gian qua. Phương Trinh Jolie từ sớm đã bận rộn chuẩn bị mâm lễ dâng lên bàn thờ thần tài ở nhà mình. Ngoài hoa và trái cây, cô còn khiến mọi người chú ý với hai dĩa đựng tiền và vàng miếng ngũ ý cầu tài cầu lộc trong năm Giáp Thìn 2024. Đây là nghi lễ cúng hàng năm mà nữ ca sĩ đặc biệt chú ý và dành tâm huyết để chuẩn bị. Ca sĩ Hồng Phượng trong ngày đầu năm mới lại quyết định tặng những bao lì xì lấy lộc cho những khán giả đến quán bún bò của mình dùng bữa. Cô chuẩn bị tổng cộng 30 phong bao đỏ dành cho ai đến quán từ 8 giờ sáng kèm theo những lời chúc tốt đẹp đến mọi người. Hành động này của cô đã tạo bất ngờ đến các thực khách, ai cũng vui mừng khi nhận lộc đầu năm từ nữ ca sĩ. Chia sẻ về món quà bất ngờ này, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết. Cũng xin nói với mọi người đây là món quà đầu năm mà gửi một chị ở bên nước ngoài, chị tên là chị Thảo. Chị đã gửi những cái bao lì xì này về đây để tặng cho những vị khách trong buổi ngày mùng 10. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên cũng tất bật chuẩn bị lễ cúng ngày đầu năm mới. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên chia sẻ nguyện vọng bản thân trong năm nay. Anh viết, hôm nay mùng 10, ngày vía thần tài, con cầu mong cho mọi người có cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc. Gia đình con tất cả đều mạnh khỏe, vui vẻ. Riêng con công việc thuận, diễn thật tốt, nhận được nhiều show đi quay đi diễn, được nhiều khán giả yêu thương. Chuyện kinh doanh thì mua may bán đắt, khách đến ăn nườm nượp. Sớm thực hiện được ước nguyện là xây nhà mới cho ba mẹ dưới quê. Năm 2023, cả gia đình anh vỡ òa hạnh phúc khi đón thêm thành viên mới. Suốt thời gian qua, Quách Ngọc Tuyên luôn chăm chỉ, nỗ lực hết mình để lo cuộc sống cho gia đình nhỏ và phụng dưỡng ba mẹ. Ngọc Trinh trong sáng nay cũng đã thực hiện cúng thần tài tại trụ sở công ty. Cô chuẩn bị đầy đủ tiền lì xì lấy lộc cho các nhân viên của mình. Cùng với đó, mọi người còn chuẩn bị một trò chơi may rủi để khởi động một năm mới làm việc thật nhiều niềm vui. Sau biến cố, nữ người mẫu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để quay trở lại công việc và khán giả của mình. Diễn viên Ốc Thanh Vân dù không ở Việt Nam nhưng vẫn dặn dò nhân viên của mình chuẩn bị mâm lễ đủ đầy để cúng mùng 10 Tết tại cửa hàng kinh doanh của mình. Thời gian gần đây, cô cùng gia đình đến Úc để chuẩn bị cho việc học của các con và tận hưởng cuộc sống tại đây trong những ngày đầu năm mới. Ngoài ra, rất nhiều sao Việt cũng đang tất bật chuẩn bị mâm lễ cho ngày vía thần tài năm nay. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!